xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh channel của tôi. Tôi vẫn là Hải Biên đây và chào tất cả các anh chị em học viên và tất cả các bạn nữa. Bởi vì trong cái kênh channel của tôi thì gồm có 3 nội dung chính. Đó chính là về piano cơ bản đó, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là từ những cái kiến thức cơ bản nhất cho các bạn mới bắt đầu học piano. Và thứ hai nữa là tôi có phần để dành riêng về hòa âm, đặt về cover này, về chơi những cái bài mà nhạc trẻ bây giờ, gồm rất nhiều các bài nhạc trẻ, ví dụ như là cách cover, cách để mà đệm hát cho những ca khúc nhạc trẻ nâng cao ha. Và thứ ba là cái phần mà tôi hướng dẫn cho rất nhiều bạn quan tâm là học đệm thánh ca, học các ca khúc mà hát về thờ phượng thánh ca, của rất nhiều bạn đang quan tâm đến cái nhu cầu về học cái đó. Cho nên trên cái kênh của tôi nó gồm có 3 nội dung chính ha. Ngoài ra thì tôi còn có những cái mẹo dành riêng cho một số các cái học viên mà những anh chị em mà tự học đàn piano. Trong cái khóa mà học cái khóa 15 clip của tôi á, thì rất nhiều anh chị em thì có rất nhiều câu hỏi là muốn được học thêm những cái kiến thức khác. Đó, ví dụ như là hôm có rất nhiều anh chị em bảo làm sao để nghe được một bài để mà thẩm âm, để mà cover lại thì đấy nó khó quá, có nhiều cái mình không thể nghe được ha. Thì cái clip ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẹo, một cái cách để làm sao mà giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái kỹ năng về nghe, hay còn được gọi là cảm âm á. Tức là mình nghe lại, mình cảm âm lại, mình bắt chước nó lại, thì làm sao để mình có thể cải thiện được cái đó, làm sao mình học được cái đó hay không ha. Thì hôm nay tôi cũng nói luôn với các bạn là tất cả những cái thứ đó đều có thể học được ha. Thì về cái cảm âm hay còn gọi là thẩm âm tiết tấu ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, vì ngày xưa khi mà giai đoạn tôi còn học ở nhạc viện ấy, thì cái môn này nó còn môn cao cấp hơn nữa, chúng ta phải học đó là môn ghi âm. Tức là ghi âm một bè, xong ghi âm hai bè, thậm chí ba ghi âm ba bè, bốn bè nữa cơ. Thì người ta đánh một tác phẩm thì phải ghi lại cả bốn bè hai tay lại cơ ha. Thì đó là cái khi mà mình học chuyên nghiệp lên thì nó sẽ như vậy. Nhưng khi mà các bạn đang học những cái như thế này thì các bạn chỉ cần thẩm âm, các bạn chỉ cần cảm được cái âm giai điệu nó được rồi ha. Để lúc đó các bạn có thể là nghe chơi solo được, và các bạn cảm âm gì nữa mà clip sau tôi có thể giúp cho các bạn thêm nữa, đó là cách làm sao mình cảm hợp âm, tức là mình nghe được, mình cảm âm được cái hợp âm của nó. Đó, làm sao mình nghe ra được cái hợp âm của nó. Một cái bài người ta đệm nó vậy thì làm sao mình nghe ra hợp âm, làm sao nghe ra hợp âm ba trưởng ba thứ, làm sao mà có nghe được hợp âm bảy trưởng bảy thứ bảy tăng bảy giảm, hay là hợp âm chín vân vân sút giảm, thì làm sao mình có thể nghe được. Thì cái clip đằng sau thì tôi sẽ làm cho các bạn ha. Thì hôm nay á, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà có thể tập để học được, để phát triển cái khả năng về kỹ năng nghe cảm âm của mình, thẩm âm của mình ha. Nó sẽ sinh ra hai thứ như thế này. Các bạn biết là nó, thứ nhất người ta gọi là năng khiếu, các bạn nhìn không? Năng khiếu thì cái này các bạn biết rồi đúng không? Năng khiếu là cái này là do vấn đề năng khiếu bắt chước do trời cho. Thực ra cái đấy là do trời cho, phú do cái tai năng khiếu. Các bạn nghe cái là các bạn nghe biết liền, thậm chí là đánh cả một bản nhạc như này. Đấy, như vậy ha. Là người ta có thể biết được nó là cái gì rồi. Thậm chí tôi đánh 3 4 bè này. Âm như vậy mà rất nhiều người năng khiếu người ta nghe được luôn cả bốn bè luôn các bạn. Đó là năng khiếu trời cho rồi các bạn ha. Cái điều đó là nếu mà các bạn không có thì sao, thì tôi thấy là có rất nhiều bạn ở nhiều mức khác nhau đó. Có những bạn thì cũng nghe được một phần, có nghe được hai nốt ba nốt, có những bạn nghe được cả 4-5 nốt, có bạn nghe được 10 nốt vân vân, có những bạn nghe được 1-2 nốt không sao cả các bạn. Đấy là mỗi một cái có khả năng khác nhau. Thì về cái năng khiếu này mình sẽ không nói, và hôm nay mình để nói đến cái việc đó chính là mình có thể học được không. Đó, học được cái đó hay không ha. Thì một trong những cách này này mà tôi nói với các bạn đây là một cái yếu tố quan trọng nhá. Các bạn muốn phát triển được điều này thì các bạn cần phải có 3 thứ. Đối với cá nhân tôi gồm có 3 thứ nhá. Và đặc biệt nếu mà các bạn nào mà có trẻ nhỏ ở nhà thì các bạn cũng có thể phát triển cho các bạn từ nhỏ được luôn rồi. Cái này đến đôi khi là tại sao mà bố mẹ mà biết được điều này á, thì có thể giúp cho con cái phát triển những cái kỹ năng này từ bé ha. Thứ nhất là các bạn cần phải tạo cho mình một cái môi trường. Một thì các bạn cần tạo cho mình một cái môi trường. Có nghĩa là sao? Là các bạn phải học cách là nghe nhạc nhiều lên. Các bạn nhìn thấy không? Là muốn phát triển với cái khả năng này thì các bạn phải nghe nhiều lên. Nghe nhạc nhiều. Các bạn muốn phát triển với khả năng mà các bạn không nghe nhạc thì khó lắm.
các bạn phải nghe nhạc nhiều vào, nghe những cái thể loại tác phẩm âm nhạc ngày nào cũng nghe. Nó giống như các bạn học tiếng Anh ấy, hôm nay các bạn nghe các bạn chả hiểu người ta nói gì đâu, nhưng mà nghe nhiều hoài thì cuối cùng nó vào trong cái phần tiềm thức của mình. Cái quan trọng nhất ở đây là cho nó vào phần tiềm thức của mình, tại vì con người ta có phần ý thức và phần tiềm thức. Phần ý thức bên ngoài thì đôi khi mình nói là mình chẳng có năng khiếu đâu, đó, mình không có thời gian học đâu, bận lắm, mệt lắm, khó lắm, đó là phần ý thức. Còn phần tiềm thức bên trong thì nó không, tôi vẫn ở bên trong này chờ bạn, bạn cứ vào tôi tiếp hết. Đó, cái phần tiềm thức của con người ta mình lớn ha. Thì muốn học bạn, các bạn phải giảm phần ý thức xuống để cho phần tiềm thức nó làm việc. Vậy các bạn hãy tạo cho mình môi trường nghe thật nhiều, nghe khi nó vào phần tiềm thức thì thôi. Tụi nhỏ cũng nên cho nghe nhạc nhiều và nghe của Beethoven, nghe của Bach vân vân. Một số các loại nhạc sĩ nghe thật nhiều để giúp để phát triển về cái tai nghe, phát triển về cái khả năng cảm âm. Đó là các bạn phải tự tạo môi trường cái việc này, các bạn có làm được không? Tôi tin chắc là các bạn có thể làm được ha. Rồi, cái điều thứ hai các bạn cần phải học đó chính là các bạn hãy hát nhiều lên. Đó, cái này thì dành cho các bạn mà học thanh nhạc thì các bạn phải hát nhiều lên. Ví dụ các bạn nghe ca sĩ nào hát, các bạn bắt chước lại. Đó, các bạn bắt chước lại. Và một điều các bạn học thanh nhạc, tại vì sao mà các khóa học thanh nhạc là phần có phần luyện thanh, các bạn biết không? Luyện thanh nhá. Ví dụ như là đó, mi ma. Cái này nó rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp cho các bạn chính xác cao độ. Ví dụ mi ma, các bạn nhìn thấy không? Được luyện nốt cao độ chính xác. Đó, thì cái điều này nó rất tốt cho các bạn học gì? Học hát, và cũng rất tốt cho tất cả các bạn học nhạc cụ nữa. Nhưng mà các bạn học hát thì đôi khi các bạn không biết nhạc cụ, cho nên nó bị hạn chế. Tí nữa tôi sẽ nói với các bạn học nhạc cụ. Còn đây các bạn học hát thì các bạn có thể hát karaoke nhiều lên. Đó, tôi thấy các bạn đi hát karaoke thật nhiều lên. Đó, các bạn bật trong bạn hát theo. Đó cũng là một cái cách các bạn đọc, các bạn hát theo. Đó ha. Đó là cái cách số 2. Và cái cách số 3 mà tôi hướng dẫn cho các bạn đây là các bạn học sướng âm. Đó, học sướng âm. Cái này trong tại vì sao mà các bạn biết là trong những trường âm nhạc chuyên nghiệp nó gọi có môn ký sướng âm, gọi là môn sướng âm. Các bạn đọc những nốt, các bạn đọc được cái cao độ của nó ha. Thì sướng âm thì với các bạn như thế này, tôi khuyến khích các bạn ai nhà ai có đàn ấy, các bạn đòi bắt đọc này. Các bạn đọc giữa đánh này. Đó, re, bấm trong các bạn làm sao phát âm lại ha, các bạn la lại là đô, hoặc là la, các bạn làm sao nghe xong các bạn bật ra, ví dụ này là, tức là mình nghe xong mình phát âm nó ra, các bạn nghe thử là đó, thì nó sẽ ra không ạ, là bị lệch rồi. Mình nghe là mình nghe lắm, nghe nhiều cái tai của mình thì cái điều này nó rất là thuận tiện hơn cho các bạn học về nhạc cụ, bởi vì các bạn nhạc cụ thì các bạn sẽ phải tiếp xúc với đàn hàng ngày. Đó, thế thì các bạn, đặc biệt các bạn học nhạc cụ hay cả bất kể các bạn học về thanh nhạc cũng vậy ha, các bạn cứ la ra la hoặc là đô rê mi fa son. Đó, các bạn son fa mi re do, đó, do mi son do, do mi son do, do son mi do, do fa la do, do la fa do, do re son si re, re si son re do. Đó, các bạn đọc sướng âm từ gì, từ sướng âm từng nốt đó, trong âm giai vô trưởng này. Ngày nào cũng vậy, hoặc là đồ đồ, sau đó các bạn tập luyện bằng gam chromatic nha, đồ đồ re re mi fa fa son la son la si si do, cứ luyện như vậy bằng gam chromatic. Đó, các bạn luyện bằng gam chromatic ở trong tất cả các clip trước, thì về tại vì gam thì trên đàn piano thì tôi cũng hướng dẫn cho các bạn tập về gì, tập về gam chromatic ở trên đàn piano, đúng không? Đó, thì bây giờ các bạn luyện về cái môn này, các bạn cũng luyện gam chromatic bằng việc các bạn hát nó lên, la nó lên, giúp cho các bạn rất tốt về tai, các bạn hãy tin tôi đi.
các bạn mà tập cái này nhiều thì sẽ rất là tốt ha. Sau khi các bạn đó rồi thì các bạn tập đến quãng ha. Do mi re fa mi son fa la son si la do do la si son la fa son mi fa re mi do đó. Quãng đây là quãng 3, không quãng 4. Do fa re son mi la fa si son do do son si fa la mi son re fa do. Thì các bạn cứ tập liên tục như vậy, nó sẽ giúp cho các bạn về quãng 3, quãng 4, quãng 5. Do son đúng không? Do son re la mi si fa do do fa si mi la re son do. Tương tự như vậy quãng 6 các bạn tập liên tục ngày nào vậy, các bạn tin không, mỗi ngày 10 phút thôi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì khả năng thẩm âm của các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mà chịu khó xem các cái clip mà tôi hướng dẫn về các cái cách cover của các ca khúc ấy, hay tôi hay gọi là mẹo để mà thẩm âm, rồi là cách làm sao để mà cover được, các bạn nhìn không? Tôi luôn nói các bạn muốn nghe được, đầu tiên các bạn phải nghe ra được cái gì trước. Các bạn nghe được giọng, sau đó các bạn phải cảm được cái âm giai, các bạn phải la được. Ví dụ như là những cái bài, ví dụ như là nghe nó phải la lại được cái âm dài của nó, cái la được cái âm của nó thì cái cảm thì lúc đó thì chúng ta mới bắt được cái câu intro, ví dụ vậy. Hay là cái bài bông hoa đẹp nhất cũng vậy, cái bài mà bài nàng thơ của Hoàng Dũng vậy ha. Đó là na ti na ta ti ta ti ta ta. Thì cái câu intro đó qua đây thì tôi cũng cảm ơn rất nhiều tất cả anh chị em ở khắp nơi, thậm chí tất cả các quốc gia, nhiều tôi có rất nhiều anh chị em ở rất nhiều các quốc gia đã đón nhận cái khóa học offline của tôi gồm 15 clip. Cái khóa học này là tôi đã soạn thành một giáo trình là gồm 15 clip cộng với bộ giáo trình. Tôi chưa in thành sách thôi, tôi để là PDF với lại ebook, sách ebook cho các bạn ha. Và cái khóa 15 clip này sẽ đi cùng với lại cả cái giáo trình hướng dẫn chi tiết cho các bạn là về đệm cơ bản từ hợp âm 3 đó, hợp âm đảo, hợp âm dẫn, câu lót, rồi thì là các âm hình tiết tấu từ bossa nova, boston, rồi mạc polka, từ cách đệm, rất nhiều các cách đệm khác nhau đó, thế nào là hợp âm dẫn, sử dụng hợp âm dẫn như thế nào đó, rồi thì các bạn sẽ được làm thế nào để làm một câu intro, khi nào mà các bạn làm một câu outro, hay là các bạn khi gian tấu thì làm gì. Ở trong bộ 15 clip này tôi đã làm rất kỹ, tôi nói thật là đây cũng là đúc kết khoảng 20 năm mà tôi đã đi giảng dạy cộng với đi diễn ở những cái sân khấu và làm âm nhạc và phó âm phối khí cho rất nhiều các tác phẩm, thì tôi đã đúc kết lại bằng 15 clip. Thực sự trong 15 clip này rất nhiều các kiến thức, và trên cái trang kênh YouTube của tôi các bạn thấy đó, thì tôi có một cái clip mà tôi hướng dẫn tổng quan về khóa học này, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn học xong cái khóa này thì 2-3 bài đầu tiên các bạn học đã các bạn thấy rằng là rất là khác, cái cách xếp ở trên đàn như thế nào nó sẽ giúp cho các bạn đi theo đúng hướng và giúp cho các bạn không bị chán khi các bạn chơi đàn. Làm sao mà chọn hợp âm hay nhất cho một giai điệu tôi cũng hướng dẫn rất là kỹ ở trong cái bộ sách này, bộ clip này. Và thực sự tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà sự đón nhận của anh chị khắp nơi rất là nhiều. Rất nhiều anh chị em học xong thì cũng phản hồi với tôi là học quá là tuyệt vời mà đã bị sai từ xưa quá nhiều, học cóp nhặt quá nhiều chỗ và đến giờ sửa rất là khó. Mà qua cái giáo trình của Hải này thì các anh chị đã sửa lại được và đang thấy thay đổi rất là nhiều, và Hải cũng rất là mừng.
Đó, thì tôi có để số điện thoại và email ở trên phần mô tả ở trên kênh YouTube, hoặc là các bạn có thể là SMS qua cái kênh qua cái Messenger của Facebook ha, thì tôi có thể nói sâu hơn cho các bạn về cái khóa học này. Đặc biệt nó học mọi lúc mọi nơi các bạn nhé. Các bạn ngồi ở nhà các bạn học được, chỉ cần mở clip lên, mở tài liệu bên cạnh, ngồi thực hành vào, sai đâu các bạn học luôn. Có một điều tuyệt vời nữa là các bạn được tương tác trực tiếp với tôi luôn. Khi các bạn đang học, các bạn thấy gì sai, các bạn nốt lại hỏi ngay trực tiếp, tôi trả lời cho các bạn. Tôi đi đồng hành với các bạn trong 15 clip đó, thậm chí là các bạn học các khóa cao cấp hơn, từ hợp âm 7, hợp âm 9, đó, hợp âm sốt, hay là về hòa âm phối khí luôn. Thì tôi sẽ còn hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn nữa nếu các bạn có nhu cầu học về những cái lớp cao cấp như vậy ha. Thì qua đây thì tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ cho tôi trong thời gian qua, để tôi mong tôi sẽ xuất bản ra rất nhiều các cái khóa giáo trình và để thuận tiện cho các bạn học bất cứ nơi đâu được ha. Rồi, thì tôi vừa cho các bạn ba cái mẹo đúng không nào? Là thứ nhất là các bạn phải tạo môi trường, cái thứ hai các bạn phải hát nhiều, cái thứ ba là các bạn phải sướng âm, các bạn hãy nhớ nhé. Các bạn phải sướng âm thật nhiều lên được không nào? Đó, thì ba cái này là sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều khi các bạn mà cải thiện về khả năng và năng khiếu, đặc biệt là các bạn nhỏ. Nếu mà gia đình mà có các bạn nhỏ thì hãy nên cho nghe nhạc nhiều, đó cũng cho sướng âm và cho hát nhiều lên để giúp cho các bạn phát triển về cái khả năng này ha. Rồi clip sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về làm sao để cảm âm được cái hợp âm. Thế tại sao lại là đô 7? Đô 7 gì? Đó, 9 ở đâu? Đó. Đó, âm dẫn. Cái kiểu khác nhau, nó ví dụ như là tiết tấu rất nhiều các cái phong cách đệm ha, tôi cũng hướng dẫn khá là kỹ ở trong tất cả các cái khóa học của tôi ha. Thì hẹn các bạn ở trong những cái clip tiếp theo, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái kênh của tôi, cái khóa học của tôi, và những lời comment muốn nhu cầu học những cái chủ đề nào, bài nào thì các bạn hãy cứ comment cho tôi, hãy gửi tin cho tôi luôn đồng hành cùng các bạn để mong các bạn chơi đàn tốt hơn mỗi ngày, tự tin chơi solo, tự tự tin chơi đệm hát đó, và một cái là giúp cho các bạn có thể chơi đàn bất cứ nơi đâu, bất kể tác phẩm nào mà các bạn mong muốn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.